Hôm nay 11 tháng 7 là Ngày Dân Số Thế Giới. Kỷ niệm Ngày Dân Số Thế Giới năm nay, chủ đề được chọn là Thế Giới 8 Tỷ Người. Đây hướng tới một tương lai bền vững cho tất cả mọi người, cần khai thác cơ hội và đảm bảo quyền lựa chọn cho tất cả mọi người. Là một trong những địa phương có tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh cao nhiều năm liền, Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp kéo giảm tỷ lệ chênh lệch giữa nam và nữ. 6 tháng đầu năm nay, tỷ số giới tính khi sinh ở Vĩnh Long đã đạt mức cho phép. Tỷ số giới tính khi sinh được xem là bình thường khi tỷ lệ bé trai trên 100 bé gái dao động từ 103 đến 107. 6 tháng đầu năm nay, tỷ số này ở Vĩnh Long là 107 bé trai trên 100 bé gái. Để duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức cho phép, ngành chuyên môn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và hậu quả của việc thừa nam thiếu nữ. Tổ chức biểu dương những gia đình có con một bề là gái tiêu biểu trong nuôi dạy con và phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hạn chế tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh và quan niệm trọng nam khinh nữ.